Xin chào quý vị các bạn. Thật sự là rất đáng tiếc vì trong thời gian vừa qua đã có một câu chuyện buồn xảy ra khi mà một bạn nhỏ đã bị mắc kẹt ở trong chiếc xe. Vậy trong video ngày hôm nay thì mời các bạn cùng Autoeli đi tìm hiểu những cái cách mà để chúng ta có thể thoát khỏi một chiếc xe hơi khi chúng ta bị mắc kẹt ở bên trong. Nếu video này thấy hay và hữu ích thì các bạn nhớ like và share để chúng ta cùng nhau chia sẻ nhiều hơn những cái cách để chúng ta thoát hiểm tới mọi người, tới cộng đồng. Bây giờ thì mời các bạn hãy cùng Autoeli đi tìm hiểu. Thứ nhất, điều quan trọng mà chúng ta cần phải làm là bình tĩnh. Bởi khi phát hiện mình đang bị mắc kẹt trong ô tô, bị khóa cửa, oxy lúc này sẽ còn rất ít. Nếu chúng ta hoảng loạn hay gào thét thì đồng nghĩa cơ hội thoát ra của chúng ta bị rút ngắn lại. Lúc này các bạn cần hít một hơi thật sâu và thở ra một cách chậm rãi để tận dụng không khí còn lại ở trên xe. Khi chúng ta bình tĩnh rồi thì mới nghĩ đến các phương án để chúng ta thoát ra ngoài được. Thứ hai, các bạn nhỏ thử kiểm tra các cửa sổ, các cửa xe ô tô xem có thể mở được hay không. Thứ ba, các dòng xe ô tô hiện nay khi tắt máy, rút chìa khóa thì còi xe, đèn cảnh báo khẩn cấp, đèn chiếu sáng đều hoạt động được. Vì vậy, chúng ta cũng nên thử bấm còi xe để gây sự chú ý của người lớn và những người xung quanh. Điều thứ tư, chúng ta nên quan sát ngoài cửa kính xem có ai đi gần tới hoặc người đi qua lại để cố gắng tìm vật nặng đập vào cửa kính gây tiếng động và hét thật to hay không. Thứ năm, trên các xe ô tô khách thường được trang bị những chiếc búa thoát hiểm, thường được sơn màu đỏ rất nổi bật trên các khu vực cửa sổ xe. Vì thế, các bạn cũng nên tìm ngay tới những chiếc búa hoặc các vật dụng cứng ở trên xe để có thể phá cửa kính ra ngoài. Sau đây thì chương trình sẽ có một số những cái tình huống giả lập cũng như là hướng dẫn các bạn cách để chúng ta thoát khỏi khoang cabin. Đối với chiếc Mazda 3 2016 này thì chúng ta sẽ thực hiện hai phương án để chúng ta thoát khỏi xe. Thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng còi. Thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng một cái lẫy ở cửa để chúng ta có thể thoát thẳng ra bên ngoài. Bây giờ thì mời các bạn, mời anh Thành sẽ giúp tôi khóa chiếc xe lại và tôi sẽ chui ở bên trong. Các bạn ơi, đối với cả trường hợp mà các bạn bị bỏ quên ở lại ở trong khoang cabin, mắc kẹt lại trong khoang cabin thì với cái hệ thống điện đã được tắt hoàn toàn, chìa khóa được cách xa khỏi xe rồi như các bạn đang thấy anh Thành đang ở kia, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phương án là bấm còi để kêu gọi cái sự hỗ trợ từ những người xung quanh và có thể là chúng ta tìm cách thoát hiểm một cách nữa. Đối với cả chiếc Mazda 3 này thì tôi đang thấy là ở trên cánh cửa sẽ có cái phần lẫy để mở cửa ở đây, mở chốt khóa ở đây. Còn đối với cả những cái mẫu xe khác của Đức thì có thể sẽ thiết kế cái phần chốt lẫy mở khóa ở đây, thì các bạn cũng có thể rút chốt để thoát ra. Ở đây chúng ta có thể sử dụng cái lẫy ở ngay đây. Các bạn có thể đây. Ngay khi mà chúng ta đẩy cửa ra thì chiếc xe đã được báo động. Đấy, các bạn có thể thấy. Như vậy là tôi đã thoát được ra khỏi chiếc xe Mazda 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang với chiếc Camry 2010. Bây giờ sẽ là chiếc sedan tiếp theo, Camry sản xuất 2010. Các bạn có thể thấy rằng là thực sự ở trong khoang xe lúc này nếu mà chúng ta ngồi lâu ở đây, cái lượng oxy sẽ không cung cấp đủ, sẽ khiến chúng ta rất dễ có thể bị bất tỉnh. Nên là các bạn đặc biệt là hãy giữ bình tĩnh nhé. Chúng ta phải giữ bình tĩnh để tìm cách thoát ra bên ngoài. Đối với cả những cái mẫu xe sedan như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái cách lẫy mở như là trên chiếc Mazda 3 mà tôi vừa giới thiệu với các bạn. Còn đối với những cái mẫu xe mà có cái phần cửa chính như thế này thì hoàn toàn các bạn có thể sử dụng ngay cái lẫy mở cửa ở đây. Đây, trong trường hợp khẩn cấp mở cửa ở đây là chúng ta có thể thoát ra ngoài rồi. Đối với những cái mẫu xe mà các bạn không thể tìm những cái vị trí mở cửa ở phần táp bi cửa hay phần cánh cửa thì chúng ta có thể sử dụng một cách thoát hiểm nữa là qua ghế thứ hai. Sau đó chúng ta sẽ dùng một cái lẫy ở phía trong cốp để thoát hiểm ra bên ngoài. Bây giờ thì tôi sẽ bước vào khoang cabin. Đây. Bây giờ thì các bạn có thể đang thấy là tôi đang ngồi ở trong khoang cabin của chiếc Tesla Model 3. Thì với mẫu xe này thì chúng ta chưa tìm có một cái, không có cái vị trí nào mở cửa hai bên trên táp bi cửa. Thì có lẽ là các bạn sẽ nên dùng cái kỹ năng là thoát hiểm qua phần cốp ở đây. Đây. Và các bạn có ai biết cái phương pháp thoát hiểm nào tốt hơn hay hơn thì các bạn cũng chia sẻ ngay phía dưới clip này để cho chúng ta cùng nhau chia sẻ. Chúng ta sẽ sử dụng cái việc thoát hiểm qua hàng ghế ở đây.
Thế công việc này thì có lẽ với trẻ nhỏ thì các bạn nhỏ sẽ thoát ra dễ dàng hơn chúng ta đấy. Đây. Đó, các bạn có thể thấy là với cái việc thoát hiểm qua cái bên trong khoang thứ hai này, cái hàng ghế thứ hai này thì tôi đã có thể thoát được ra ngoài và gọi cái sự trợ giúp của từ những người khác. Tổng kết lại video này thì tôi muốn chia sẻ với quý bạn rằng đối với cả hầu hết các cái mẫu xe ngày nay, một cái mẫu xe như đây, niên hạn sản xuất năm 2010 thì chúng ta đều có thể sử dụng một cái cách rất là dễ dàng, đôi khi chúng ta không để ý tới, đó chính là sử dụng phần còi của xe để kêu gọi cái sự hỗ trợ từ những người xung quanh khi mà chúng ta bị mắc kẹt ở bên trong khoang cabin. Quý vị và các bạn thấy video này hữu ích thì quý vị và các bạn nhớ like và share nhé.